Xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn xem trực tiếp một cái ca lâm sàng là bạn nhỏ bị cho cắn ngược. Đây. Mình có thể thấy là răng cửa trên này, này. Nó cắn ngược vào trong cái nhóm răng cửa dưới. Thì cái hiện tượng này xảy ra ấy, thì nó làm cho cái việc là ngay trước mắt là cái răng cửa này, này theo thời gian nó sẽ bị mòn, mòn ngoài cái răng cửa này. Đó, nó gọi là sang chấn khớp cắn trên toàn bộ cái cung răng. Tại vì rõ ràng cái chỗ này răng cửa hàm xương hàm dưới nó bị khóa bởi xương hàm trên. Đó. Thì sau 6 tháng điều trị thì mình có thể xem kết quả ngay. Đấy. Cái răng cửa này đã được đưa ra ngoài rồi. Rất đẹp rồi, rất hài lòng rồi đấy. Này, quay sang đây một tí này. Đấy, cắn đi. Đấy. Đây móc thu này, đưa cái xương hàm dưới vào trong. Đấy, mà trồi lên một tí cho nó đẹp. Đó, bỏ đây mọi người. Rồi, bỏ cái bánh miệng nha. Bỏ bánh miệng. Cười con. Cười. Đấy, tệ là rất xinh gái rồi. Ban đầu nha. Để xem ban đầu nha. Đấy, bây giờ. Cười đi con. Cười, thank you con.